Dạ vâng, Bích Lâm Audio xin mến chào anh em. Thì hôm nay em giới thiệu anh em một bộ bô của em mới về, đó là bô Combine 3 series 2, Combine 3 series 2 anh em. Thì bộ này em về thì rất là đẹp. Thì nó có gồm một là một cục sức chính để sức đánh chính của nó, và hai cái lo tiếng hai bên. Đây, hai cái lo con hai bên của nó là lo rất là đẹp, dòng Combine 3 này series 2 này rất là đẹp nha anh em. Lo có chân đầu rất là đẹp nha anh em. Thiết kế rất là đẹp. Đây. Hai lo hỗ trợ tiếng và một lo sub. Thì cái dòng này là cái dòng mình nghe điện thoại và máy tính và các thiết bị kết nối thiết bị bên ngoài. Đây, này nó ra là làm. Đây là đồng thời nó là volume luôn. Đây. Volume và đồng thời mình có cảm biến trên đây. Play stop trên trên cái cục control này, và nó có cái ngõ kết nối 3.5 mình để mình kết nối điện thoại máy tính, và đây là một ngõ jack phone mình cắm tai phone mình nghe cũng được. Đấy, thì em cho anh em xem cái bộ này về rất là đẹp nha anh em. Bộ này đẹp 95% nha anh em, đẹp góc cạnh tuyệt vời luôn. Đây, phía sau kết nối của nó nói đây. Đây, phía sau của nó là cái, đây là cái đường mà đánh chỉnh bass sub nha anh em, tăng giảm bass trên sub. Đây, hai cái ngõ này là ngõ để cắm loa con. Đây, đây cái đường này là cắm center và một nguồn. Đây có này, Combine 3 Spo Combine 3 Series 2 nha anh em. Đấy, hàng nội về rất là chất nha anh em. Bộ này mà để phòng nghe qua điện thoại máy tính hoặc là kết nối cái thiết bị bên ngoài rất là hay nha anh em. Con này rất đáng để chơi nha anh em, đánh rất là hay. Đấy, dòng bô này thì anh em khỏi chê. Đấy, chất âm của nó rất là tuyệt vời luôn, đánh rất là hay. Đấy, không có kén nhạc, đánh rất là chi tiết anh em, bass tiếng rất là cân đối, rất là hay. Đấy, mình để phòng hoặc là nơi làm việc hoặc là để trên máy tính nó rất là nghe rất là hay anh em. Bộ đẹp tuyệt vời, 95% luôn. Đấy, chạy tốt hết, đánh rất là chắc, rất là lực, uy lực nha anh em. Cái dòng này thì anh em nào thì có nghe qua cái dòng Spo này rồi thì chất âm của vô thì anh em khỏi chê, rất là hay. Đấy, thiết kế rất là tinh xảo, rất là đẹp nha. Hai cái loa con cực kỳ hay và đẹp. Đấy, đây là cái bàn khiển của nó, khiển control. Bây giờ em sẽ mở nhạc mạng cho anh em nha. Đây, giờ em sẽ mở ra cho anh em nghe chất âm của nó. Đó, anh em cùng nghe thử qua chất âm của nó nha. Nhạc nào mình nghe cũng hợp hết nha anh em, không có kén nhạc nha. Vàng chữ tình, nhạc không lời, kể cả nhạc đen đánh rất là tốt, rất là chi tiết nha anh em. Thank you.
Ok anh em, thì chất âm con này thì phải nói là rất là hay, bát đánh rất là hay anh em, bát lực. Thấy con này rất đáng đồng tiền để chơi anh em, để phòng là nghe là bao anh em hay luôn. Thì giá của cái bộ Bo Combine 3 Series 2 này là giá của nó là 4 triệu rưỡi nha anh em. Đấy, giá 4 triệu rưỡi, anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, hoặc kết bạn qua Zalo, mình sẽ biết thêm thông tin nha anh em. Thì em bán ship hàng toàn quốc và em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ship toàn quốc. Rồi em chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship đúng hàng, đúng hình và đúng máy đã test nha anh em, không có gì khác. Thì đúng chất lượng máy cho anh em. Thì anh em có nhu cầu cứ alo cho em. Đấy, em không có ship COD anh em chỉ nhận chuyển khoản đủ và ship đúng máy thôi anh em thôi, không có nhận cọc và chuyển COD. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho em. Bộ rất là đẹp anh em. Bo Combine 3 Series 2. Đẹp tuyệt vời, âm thanh thì anh em khỏi chê. Đấy, vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của em nha.